Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 1, sách giáo khoa trang 20. Đề bài như sau. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là gì? Lấy các thí dụ minh họa. Đây là một bài tập lý thuyết đúng nào? Liên quan đến điều kiện để xảy ra phản ứng ion, trao đổi ion. Chúng ta có thể xem lại trong sách giáo khoa trang 19. Trong phần kết luận, chúng ta có điều kiện để xảy ra phản ứng ion trong dung dịch các chất điện ly. Khi các ion kết hợp với nhau để tạo thành ít nhất một trong các chất như là chất kết tủa, hoặc là chất điện ly yếu, hoặc là chất khí, thì sẽ xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. Đúng nào? Và chúng ta sẽ có thể lấy được thí dụ tạo thành kết tủa hoặc là tạo thành chất điện ly yếu, ví dụ như là nước hoặc là các axit yếu đúng không nào, hoặc là tạo thành chất khí. Sau khi mà xem lại phần kết luận trong sách giáo khoa trang 19 thì chúng ta có thể đi làm bài tập này. Ở đây, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện. Bài làm. Phản ứng trao đổi ion. Trong dung dịch các chất điện ly. Chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện. Đầu tiên là tạo thành kết tủa. Cô sẽ lấy ví dụ luôn, đó chính là chúng ta có thể lấy ví dụ bạc nitrat tác dụng với cả natri clorua để tạo thành bạc clorua kết tủa đúng không nào, và natri nitrat đây chính là tạo thành kết tủa đúng không nào, hoặc là phải tạo thành chất điện ly yếu. Chất điện ly yếu cô sẽ lấy ví dụ với cả một muối. Z3CONa khi mà tác dụng với cả axit HCl tạo thành CH3COH và NaCl, thì Z3COOH là một axit hữu cơ chúng ta đã được học ở bài chất điện ly đúng không nào? Thì đây là một chất điện ly yếu. Điều kiện thứ ba thì chúng ta phải tạo thành chất khí đúng không nào? Ví dụ ở đây cô có thể lấy ví dụ với cả muối Na2CO3 tác dụng với axit H2SO4 tạo thành Na2SO4 CO2 và nước. Đây, CO2 chính là chất khí đúng không nào?
Cái lưu ý ở đây là chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện. Có nghĩa là có thể là xảy ra hai điều kiện hoặc là xảy ra cả ba điều kiện. Chứ không phải là một điều kiện. Nhưng phải có ít nhất một điều kiện, đúng không nào? Ở đây chúng ta lưu ý ở ví dụ thứ ba, cô có điều kiện là tạo thành chất khí, nhưng ngoài ra nó còn tạo thành chất điện ly yếu là nước, đúng không nào? Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 1, sách giáo khoa trang 20. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là phải xảy ra một trong các điều kiện tạo thành kết tủa, tạo thành chất điện ly yếu hoặc là tạo thành chất khí. Sau đó, cô và các em đã cùng nhau lấy ví dụ. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.